Chương một. Ta rất vui vẻ, không cần bình thường. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một tuần lễ, Lý Trường Trú quyết định đi xem bác sĩ, em gái cùng hắn cùng một chỗ. Ngày mùng 6 tháng 9, khí trời nóng bức, ánh nắng như kim đâm đau mỗi một tấc lộ ở bên ngoài da thịt. Đi vào đại học phụ thuộc bệnh viện, một tên họ triệu thầy giáo già phụ trách tiếp đại hắn. Giáo sư cẩn thận kiểm tra thân thể của hắn, lại càng thêm cẩn thận nghe hắn nói. Gần nhất ta luôn luôn tập trung không được tinh thần, cố gắng suy nghĩ một sự kiện, trong đầu lại tuôn ra vô số cái không liên hệ sự tình khác, thật giống như. Thật giống một đài máy vi tính màn hình chơi game, bàn phím tại gõ chữ, con chuột đang chơi rà mình, tai nghe đang nghe, bay càng cao, chính là không chịu nhìn khóa học trực tuyến. Bác sĩ, ta đây là vấn đề gì? Lý trường trú không kịp chờ đợi muốn biết đáp án trạng thái này của ngươi a à, bác sĩ triệu nhìn xem báo cáo trong tay rất giống túng dục quá độ em gái nhìn về phía ca ca sẽ không bác sĩ ca ca tỉnh táo lắc đầu ta không có bạn gái ta không nói ngươi có bạn gái ta nói ngươi túng dục quá độ bác sĩ triệu buông xuống báo cáo hắn mang một bộ mắt kiến không gọng đỉnh đầu trọc chỉ còn xương sọ một vòng bên trên còn ngoan cường mà sinh tồn lấy một chút tóc thoạt nhìn là y thuật tinh xảo có giá trị tín nhiệm. Mắt quần thâm, tinh thần hoảng hốt. Bác sĩ triệu sắc mặt nghiêm túc nói tiếp. Tay nghề nguy hại so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, tuyệt đối không thể lấy khinh thị, người bây giờ phải làm, không phải là tới tìm ta, mà là nghĩ biện pháp điều chỉnh bản thân sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Bác sĩ, ta cảm thấy ta không phải là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vấn đề. Ngươi rất bình thường. Bác sĩ triệu đánh gãy hắn ta à, không bình thường. Lý Trường Trú kiên quyết không nhận cái này chẩn đoán. Lý Thiển hạ mắt nhìn điện thoại di động, đối với ca ca nói. Ca, đừng già mồm, thành thành thật thật nghe bác sĩ. Còn ý định nói cái gì Lý Trường Trú, cắn miếng thịt bên phải niêm mạc miệng. Xin hỏi bác sĩ Triệu, thế nào làm việc và nghỉ ngơi mới có thể giải quyết anh ta hiện tại vấn đề đây? Lý Thiển Hạ hỏi. Không muốn học hút thuốc, rượu, cho dù là tụ hội, cũng muốn uống ít một chút. 11 giờ tối trước đó nhất định phải lên giường đi ngủ, cam đoan mỗi ngày ngủ đủ 8 giờ. Rõ ràng, Lý Thiển Hạ gật đầu, đem những thứ này nhớ kỹ trong lòng, cảm ơn ngài, bác sĩ Triệu. Không cần khách khí, đây là công việc của ta. Kết thúc hỏi bệnh, hai huynh mùi đang muốn lúc ra cửa, bác sĩ Triệu lại đột nhiên nhớ tới nhắc nhở. Đúng, trước khi ngủ uống ngon nhất một ly sữa bò ấm có thể viện trợ giấc ngủ đối với thân thể là có chỗ tốt được rồi phiền phức ngài lý thiển hạ lần nữa thay thế ca ca trả lời rời khỏi bệnh viện hai người đi tại đi trạm xe buýt trên đường bên tai ve kêu như là thác nước oanh minh muốn mua đồ vật gì sao giữ lại đuôi ngựa lý thiển hạ hỏi nói thế nào bề ngoài của nàng đâu dáng người thon thả lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm da thịt chỉnh tề đuôi ngựa rủ xuống sau đầu một đôi chân rất dài rất có lực lượng cảm giác đánh tennis ngẫu nhiên cũng đánh anh của nàng từ nhỏ đến lớn không biết nhiều ít người tôn xưng lý trường trú một tiếng đại cửu ca chủ động dâng lên tuyết rau bao thịt túi chứa sữa bò latia bánh tráng vừng còn có tiểu thuyết lần thứ nhất đọc qua quyền lý thiển hạ cũng không chịu thiệt nàng một mực là em gái của hết thảy nữ sinh mặc dù nữ sinh không giống nam sinh nịnh bợ lý trường trú nịnh bợ nàng, nhưng có thể nói nàng là nhất lẫn vào mở, nữ sinh đều nguyện ý cùng nàng chơi. Mỗi lần nữ sinh tầm đó xuất hiện mới gờ rút chặt lúc, nàng vĩnh viễn sẽ không bị rơi xuống. Bởi vậy có thể thấy được anh của nàng, cũng chính là lý trường trú, là đẹp trai cỡ nào. Lớp 11 mùa hè một lần tự học buổi tối, một tên nữ sinh nhìn chầm chầm lý trường trú nhìn, không phải là nhìn chầm chầm đơn giản như vậy, mà là đã đến xuất thần quên mình tình trạng. Chờ lão sư nhắc nhở nàng, toàn lớp người nhìn qua lúc, lý trường trú đẹp trai, tại truyền miệng bên trong có rồi càng thêm cụ thể miêu tả, có cái nữ sinh tự học buổi tối nhìn chầm chầm hắn, nhìn một tiết khóa, bị lão sư điểm danh mới lấy lại tinh thần. Ừm, nghe mùi mùi lời nói, lý trường trú nghĩ nghĩ, không có gì muốn, đi thẳng về đi. Ân. Làm sao rồi? Lý trường trú quay đầu, nhìn về phía em gái. Hai người thường xuyên không chút lưu tình tra tấn đối phương, nhưng bất kể thế nào, đều là song bào thai huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có một ngày tách ra qua, đối với hai bên tâm tư mười phần hiểu rõ. Lý Thiển Hạ xinh đẹp trên mặt, thoáng qua một chút do dự. Không có gì. Nàng nói. Lý Trường trú xích lại gần, hai mắt nhìn chồng chọc nàng. Làm gì? Lý Thiển Hạ đem hắn đẩy ra, một mặt ghét bỏ. Có tâm sự, ca ca chỉ vào em gái, ngữ khí khẳng định, yêu đương. Nhà chúng ta có tiền sao? Yêu đương. Em gái tức giận phủ định ca ca suy đoán. Tiền, là nam nhân lòng tự trọng, cũng là nữ nhân lòng tự trọng, chí ít lý thiển hạ là hình dáng này, cảm thấy mình không có tiền, lười nhát tìm bạn trai. Dùng nàng đến nói, dùng hôn nhân đổi lấy kinh tế, bất quá là màu vàng gông cùng cũng không phải không tốt nhưng nàng không thích không có yêu đương lý trường trú vừa đi một bên trầm ngâm ta rõ ràng hắn lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ ngươi rõ ràng rồi lý thiển hạ nhìn chằm chầm ca ca vừa xem xong bệnh ta hiện tại cũng coi như nửa cái bác sĩ tiểu cô nương ngươi loại tình huống này là túng dục quá độ a túng dục quá độ Lý Thiển Hạ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, tay thành trảo, tại Lý Trường Trú trên mông dùng sức vặn. Cái mông bị tấn công, Lý Trường Trú trở tay chính là ba đến một tiếng, đối với cái mông của nàng ngoan quốc một cái. Không lưu tình chút nào, hướng về phía đoạn tuyệt huynh muội quan hệ đi một kích, khí lực lớn, liền chính hắn tay đều đau. A, à, Lý Trường Trú, ta giết ngươi. Là ngươi ra tay trước. Hai huynh muội ngươi truy ta đuổi ngày nắng to, không có mấy bước liền xuất mồ hôi, trên thân giống như là muốn lửa cháy, ngừng chiến, ngừng chiến. Đã đến trạm xe buýt, Lý Trường Trú có chút thở, vừa mệt vừa nóng, cảm giác tùy thời muốn biến thành khét, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trở về lại thu thập ngươi. Lý Thiển Hạ lôi kéo bị ướt đẫm mồ hôi cổ áo. Nàng từ trong bọc lấy ra bình nước suối, dơ lên cổ, ung ụt ung ụt uống một hớp lớn. Lý Trường Trú không còn khí lực nói chuyện, hướng nàng câu tay, ra hiệu bản thân cũng muốn. Lý Thiển Hạ đem trong tay nước đưa cho hắn. Tại hắn uống nước lúc, Lý Thiển Hạ dò xét bốn phía. Mười giờ sáng, bệnh viện phụ cận trạm xe buýt, không ai. Ánh nắng chướng mắt, không có một chút gió, hai bên hàng cây bên đường lá cây, tự như vẽ một dạng, cũng không nhúc nhích. Lý Thiển Hạ nghiêng đầu, trông thấy bổ sung xong lượng nước ca ca, ngờ ngác nhìn qua một chỗ, nóng đến có chút thất thần bộ dáng mồ hôi ướt nhẹp hắn tóc cắt ngang trán, ướt sũng đến làm cho người nghĩ thay hắn lau mồ hôi. Chúng ta, nàng do dự mở miệng, nếu không đón xe trở về đi. Ừm. Lý trường trú lấy lại tinh thần, xoay đầu lại, tại sao? Quá nóng, xe buýt không biết lúc nào đến, nghĩ về sớm một chút rửa một tắm rửa, nằm tại ký túc xá thổi máy điều hòa không khí, chơi điện thoại di động. Lý trường trú nghĩ nghĩ, đón xe là quý một chút, nhưng trời nóng như vậy em gái nghĩ về sớm một chút cũng không cần thiết tiết kiệm số tiền kia chính hắn cũng muốn về sớm một chút tốt lý trường trú gật đầu đón xe đi hắn lấy điện thoại di động ra ấn mở đón xe phần mềm đúng lúc này từ sinh hoạt quảng trường mở hướng viện khoa học kỹ thuật năm đường xe buýt từ bị sóng nhiệt vặn vẹo trong không khí lái tới a à, đến vận khí không tệ Lý Trường Trú tắt rơi điện thoại di động, bỏ vào trong túi. Xe buýt bình ổn dừng sát ở sân ga, hai người một trước một sau lên xe. Ta đến quét thẻ xe buýt. Lý Thiển Hạ nói. Song song, ngày mai mặt trời muốn từ phía nam đi ra. Lý Trường Trú không thể nào tiếp thu được, em gái bình thường luôn luôn nghĩ hết biện pháp tiêu xài tiền của hắn, thế mà chủ động giao tiền xe. Lý Thiển Hạ mắt nhìn hướng xe nội bộ đi Lý Trường Trú, không nói gì, lấy điện thoại di động ra tại máy móc bên trên quét hai lần xe buýt bên trong không có người nào nhưng không có vì vậy keo kiệt hơi lạnh nội bộ băng lạnh buốt lạnh sản khoái dễ chịu lý trường trú lôi kéo cổ áo đi tới đi tới tầm mắt nhìn không được nhìn về phía xe buýt cửa sau trước một người tòa một thiếu nữ ngồi ở chỗ đó màu trắng kiểu pháp áo sơ mi tay ngắn màn nếp uống màu xanh đậm đai lưng váy váy vừa vặn che khuất đầu gối trên đầu mang một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai, vành nón thật sâu che mắt, nhưng chỉ từ thanh tú cái mũi thẳng tắp, màu hồng nhạt như bông hoa mỹ lệ bờ môi, còn có trắng nõn trong suốt bên mặt, liền có thể nhìn ra đây là một cái đẹp đến nỗi không giống người bình thường. Lý Trường trú lại sau này đi vài bước, lên bình đài nhỏ, ngồi bên phải bên cạnh hàng thứ nhất, cũng chính là thiếu nữ bên trái phía sau. Một đầu như tơ lụa tóc đen thẳng, phiêu nhiên như là thác nước rủ xuống, lọn tóc mãi cho đến thắt lưng hắn cuối cùng cảm nhận được, lớp 11 mùa hè tự học buổi tối, cái kia nhìn hắn nhìn nhập thần nữ hài tâm tình. Lý Thiển Hạ đi tới ngồi xuống, nhìn nhà mình ca ca một cái, ghét bỏ lại trêu ghẹo dùng cùi chỏ đâm hắn một cái. Ai, Lý Trường trú thở dài, ngửa ra sau đầu, dùng mùa hè thổi mấy điều hòa không khí lười nhác ngữ điệu nói, nếu là ta có tiền, có thể mua được phòng, mua được xe, thì tốt biết bao a. À. Nói không chừng nàng không muốn phòng, không muốn xe đây lý thiển hạ nín cười nàng muốn hay không là nàng sự tình ta phải có không có phòng không có xe liền lên đi muốn uy chát tự tin đều không có rồi tràn đầy tự tin lý trường trú rất kiên cường bởi vì chỉ có dáng dấp đẹp trai cái này một cái ưu điểm cho nên hắn là một cái kiên định bề ngoài hiệp hội nhân sĩ làm một cái bề ngoài hiệp hội nhân sĩ dài đến lại đẹp trai làm sao có thể không tự tin đây chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghĩ, nếu là còn nửa một điểm tiền liền hoàn mỹ, thật chỉ là ngẫu nhiên. Nghe nói hiện tại một cái thần thể kiểm phối hình hợp cách, nếu như tìm tới tốt người mua, có thể bán 800 ngàn đâu. Nữ hai tử cũng có thể bán thận. Cũng không phải ta cưới lão bà. Nếu như chúng ta không phải là thân huynh mùi liền là được, không muốn phòng, không muốn xe, liền có thể cưới một cái lão bà. Không đùa. Ngươi không nguyện ý gả cho ta rõ ràng khi còn bé nhau nhau muốn cùng ta kết hôn. Kia là khi còn bé, hiện tại nha. Hiện tại làm sao rồi? Lý Trường Trú Hiếu Kỳ nói. Lý Thiển Hạ mắt nhìn bản thân lão ca quần thường, khoa trương thở dài, nói. Ngươi cảm thấy nữ nhân biết gả cho một cái rõ ràng không có bạn gái, lại túng dục quá độ năm nhân sao? Kia là cái lang băm. Người ta nói ngươi rất bình thường, cũng không cho ngươi kê đơn thuốc, kiếm lời tiền của ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Ta chính là không bình thường, ai muốn bình thường? Đúng, ngươi không bình thường, ngươi chỉ cần vui vẻ. Ngươi càng ngày càng không đáng yêu. Ca ca nói. Thân thể của ngươi càng ngày càng tệ. Em gái trả lời. Nói đến đây, hai người đều không có rồi khí lực. Mồ hôi trên người bị hơi lạnh thổi khô, buồn ngủ thoáng cái sông tới. Lý Trường trú mí mắt càng ngày càng nặng, mấy điều hòa không khí thổi ra gió mát, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Sắp ngủ lúc, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ca. Xe buýt, tàu điện ngầm, tàu thủy, máy bay, liền giống như chúng ta, nhất định lang thang. Một ngày nào đó, mặc dù không biết là lúc nào, chúng ta sẽ trở thành chân chính chính mình. Không biết ngủ bao lâu. Anh ta hắn đối với ngươi vừa thấy đã yêu là em gái hoặc bác ánh nắng như chạy nai con thanh âm. Ta nghe thấy. Như gió mát thiếu nữ âm. Lý trường trú mơ mơ màng màng, ý định ngủ tiếp một hồi. Anh ta dáng dấp đẹp trai, mỗi cái tuần lễ sẽ đánh quét một lần vệ sinh, cũng không ghét nấu cơm, mùa hè mỗi ngày đều tắm rửa, mùa đông ngẫu nhiên một ngày không rửa, đến nay còn không có nói qua yêu đương, đúng hạn về nhà, tuyệt đối là xử nam, suy tính một chút. Uy uy, nói ai là xử nam? Ngươi điều tra qua sao? Ngươi có quyền lên tiếng sao? Không hứng thú. Như gió mát thiếu nữ âm không chút lưu tình cự tuyệt. Tại sao a? À? Em gái tự hồ không hiểu, ca ca của mình tốt như vậy, vì sao lại có người cự tuyệt? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Một cái rõ ràng không có bạn gái, còn là xử năm người, lại túng dục quá độ, không có nữ hài tử sẽ cân nhắc loại người này a? À? đều nói không phải là túng dục quá độ lý trường trú cảm thấy cần thiết chứng minh bản thân hắn khu trừ buồn ngủ chậm rãi mở mắt ra dẫn đầu nhìn thấy là một đoàn hình người hát vụ không có mặt không có chân bắt lấy trần xe vọng treo tay cũng không có ngón tay hát vụ lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ như là một tên phổ thông hành khách lý trường trú không có kêu to cũng không có kinh ngạc cái này không biết có phải hay không là ảo giác quỷ đồ vật đã cùng hắn một tuần lễ. Lần thứ nhất thấy nó là ở trường học ký túc xá. Buổi sáng hôm đó tiết thứ nhất có khóa, hắn 7 giờ sáng nửa tỉnh lại, một mặt tuyệt vọng ngồi ở trên giường, đúng lúc này, hắn thoáng nhìn đoàn hát vụ kia đứng tại khu rửa mặt, nhìn ra xa đối diện nữ sinh ký túc xá. Số 2 giường cùng phòng, ngay tại hát vụ bên cạnh, như không có việc gì lấy mái tóc Chải ra đại nhân bộ dáng. Trên giường Lý Trường trú dọa đến toàn thân rung một cái hắn hôm nay đi xem bác sĩ cũng chính bởi vì nó kết quả lại bị lan băm nhận định bình thường chỉ là túng dục quá độ tại trước mặt mùi mùi mất hết mặt mũi lý trường trú từ hát vụ trên thân dịch chuyển khỏi tầm mắt vốn cho là có thế trông thấy vị kia chụp mũ xinh đẹp thiếu nữ nhưng nương tựa cửa sau xe một người trên ghế ngồi trống trơn tự nhiên chỉ có ánh mặt trời chói mắt chen ở nơi đó không thấy bóng dáng tiếp tục quay đầu lý trường trú trông thấy mùi mùi mình nàng không biết lúc nào chạy đến lối đi nhỏ đối diện trên chỗ ngồi đi, trước kia mũ thiếu nữ chính phía sau, tại bên người nàng, cũng chính là vị trí gần cửa sổ, ngồi một người. Là vừa rồi thiếu nữ kia. Lý trường trú cánh tay khẽ chống, ngồi thẳng thân thể. Lão ca tỉnh rồi. Lý thiển hạ xoay đầu lại. Ừm. Lý trường trú gật đầu, còn chưa tới sao. Hắn theo bản năng dùng dễ nghe thanh âm, chính là nam sinh cùng nữ sinh gọi điện thoại lúc, vô ý thức dùng cái chủng loại kia. Ca, Lý Thiển Hạ biểu lộ nghiêm túc, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lý Trường trú tay mò hướng mình mặt, hoài nghi nàng có phải hay không tại trên mặt mình vẽ xấu. Len ken một tiếng, xe buýt phát thanh bên trong truyền đến trạm âm thanh. 59.631 lôi đài đã đến trạm, mở cửa mời coi chừng, xuống xe mời đi tốt nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả